Chào mừng đến với Thời sự Tân Di Dân Toàn Cầu, tôi là Diệp Trung Giai. Do tình hình dịch bệnh tại Đài Loan ngày càng tăng, hiện tại đã tuyên bố cảnh báo dịch bệnh cấp độ 3. Thời sự Tân Di Dân Toàn Cầu chính đối các thông tin dịch bệnh đã sản xuất một chuỗi chủ đề chiến dịch phòng chống dịch bệnh. Để những di dân mới chưa giỏi tiếng Trung cũng có thể học từ quan trọng và những câu liên quan đến phòng chống dịch. Thông qua chương trình dạy ngôn ngữ và để các bạn Đài Loan thông qua chương trình này có thể học biết những tiếng Việt, tiếng Thái và tiếng Indonesia. Chuyên đề hôm nay sẽ giới thiệu độ an toàn và lực bảo vệ của vaccine COVID-19. Hiệu lực bảo vệ của người đã được tiêm phòng vaccine sẽ giảm nguy cơ ốm đau, bệnh nặng hoặc tử vong so với những người chưa được tiêm phòng. Trước khi tất cả các vaccine được bắt đầu tiêm chủng, đều phải được cơ quan chuyên nghiệp xem xét để xác định rằng tính an toàn và hiệu quả của các vaccine có đạt tiêu chuẩn quốc tế hay không. Các loại vaccine được cung cấp cho người dân là an toàn và hiệu quả. Và thông qua thảo luận trong cuộc họp của các chuyên gia chuyên ngành để xác định đối tượng tiêm chủng. Tiêm vaccine chống COVID-19 không chỉ bảo vệ bản thân mà còn bảo vệ sức khỏe của những người khác. Hãy sử dụng khẩu trang đúng cách để bảo vệ mình và người khác. Chào mừng đến với Thời sự Tân Di Dân Toàn Cầu. Đây là lớp học của Trung Giai. Chủ đề hôm nay sẽ giới thiệu độ an toàn và lực bảo vệ của vaccine COVID-19. Các từ vựng hôm nay: dì mẹo, vaccine, dì mẹo, vaccine, dì mẹo, vaccine, bảo hộ, bảo vệ, bảo hộ, bảo vệ, bảo hộ, bảo vệ, tiêm chủng, tiêm phòng, tiêm chủng, tiêm phòng, tiêm chủng, tiêm phòng, quốc tế tiêu chuẩn, tiêu chuẩn quốc tế, quốc tế tiêu chuẩn, tiêu chuẩn quốc tế, quốc tế tiêu chuẩn, tiêu chuẩn quốc tế. Các mẫu câu hôm nay: 接种疫苗之后才会有保护力. Sau khi được tiêm phòng vaccine mới có thể bảo vệ sức khỏe. 接种疫苗之后才会有保护力. Sau khi được tiêm phòng vaccine mới có thể bảo vệ sức khỏe. 接种疫苗之后才会有保护力. Sau khi được tiêm phòng vaccine mới có thể bảo vệ sức khỏe. 疫苗要符合国际标准. Vaccine phải đạt tiêu chuẩn quốc tế thì mới được cho người dân sử dụng. 疫苗要符合国际标准才会让民众接种. Vaccine phải đạt tiêu chuẩn quốc tế thì mới được cho người dân sử dụng. 疫苗要符合国际标准才会让民众接种. Vaccine phải đạt tiêu chuẩn quốc tế thì mới được cho người dân sử dụng. Lớp học của Trung Giai hôm nay đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón xem.